Tôi rời khỏi Singapore, di dân đến Úc Châu. Đến Úc Châu thành lập Tịnh Tông Học Viện. Nơi đó dùng danh nghĩa học viện. Chính quyền thừa nhận điều này rất khó có. Thế nhưng chúng tôi không có thực sự đào tạo nhân tài. Vẫn là duyên bên ngoài thù thắng. Giảng kinh khắp nơi. Qua giảng ở Malaysia, ở Đài Loan, ở Hồng Kông, thỉnh thoảng cũng nhận lời mời đi nước ngoài giảng kinh, nhưng thời gian cũng không dài. Chúng tôi không phải không còn nhiệt huyết nữa, không phải vậy, là không có người học. Người muốn học toàn là nói ngoài miệng. Giống như lời thầy Phương nói, họ không có tâm chân thành, họ không có tâm thanh tịnh, họ không có tâm cung kính. Tuyệt đối không phải là thầy ép buộc học sinh đối với thầy phải cung kính, không phải ý đó. Thế thì hoàn toàn sai rồi. Trong đây có một đạo lý. Đạo lý là gì? Tâm cung kính mới có thể đạt được. Quý vị có một phần cung kính thì đạt được một phần. 10 phần cung kính đạt được 10 phần. 100 phần cung kính thì quý vị đạt được 100 phần. Đạo lý là như vậy. Thầy nhìn thấy quý vị là tâm cung kính, tâm thật sự cung kính, thầy sẽ nghiêm túc dạy quý vị. Tại sao vậy? Bởi quý vị là truyền nhân của Phật. Quý vị là truyền nhân của văn hóa truyền thống. Nếu không toàn tâm toàn ý dạy quý vị thì có lỗi với quý vị, có lỗi với Phật giáo, có lỗi với Đức Phật. Hạng người thật thà như vậy, có tâm chân thành, tâm cung kính, đến đâu để tìm? Về sau tôi rõ ràng đạo lý này. Vì sao thầy Phương không cho tôi đến trường học dự thính mà đến nhà thầy dạy? Tại sao vậy? Bởi tôi có một chút tâm cung kính đối với thầy. So với người xưa tôi không sánh bằng. Người xưa tâm cung kính, tâm chân thành ấy chí ít phải đạt 70% trở lên mới đạt tư cách. Tôi so với những vị thầy ấy, chính là 3 vị thầy: thầy Phương, đại sư Chương Gia, thầy Lý. Về tâm cung kính, tâm chân thành của quý ngài có thể đạt 80%, 90%. Đến mức độ đó, tôi so với các ngài, tôi chỉ có 30%. Thế nhưng người ngày nay, họ ngay cả 3 phần, 5 phần cũng không có. Làm sao đây? Phương pháp của người xưa có. Làm thế nào bồi dưỡng tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính của chính mình? Làm sao bồi dưỡng? Phải bồi dưỡng từ đệ tử quy, phải bồi dưỡng từ thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp
vận dụng được Đệ Tử Quy thì có rồi. Không có người chịu làm. Vả lại người hiện nay tìm không ra gương điển hình, tìm không ra tấm gương, cho rằng thế nào ông không đáng để tôi cung kính ông. Cho nên người thật sự có học vấn, có đức hạnh không dạy nữa, chính mình lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng, không sai. Thế nhưng chúng tôi nhìn thấy Phật Pháp sắp suy, tiếp tục suy sẽ diệt vong trong tay chúng ta. Năm xưa tôi ở Đài Loan, trong chùa lớn, chùa nhỏ, một năm luôn có một hai lần mời Pháp Sư giảng kinh. Thời gian đại khái ít thì một tuần lễ, dài thì một tháng. Chúng tôi cũng thường xuyên có nghe, còn có Khải Thỉnh, Hòa Thượng Đạo Tràng Khải Thỉnh, đại diện tín đồ Khải Thỉnh. Ngày nay không còn nữa, ngày nay toàn là Pháp Hội Kinh Sám Phật Sự. Vậy thì làm sao? Học viện chúng ta hiện nay có giảng đường đạo đức. Cho nên quý vị nên nghĩ xem, danh xưng học viện này, đó là giáo dục, giáo dục tôn giáo. Học viện chúng ta đây có thể mỗi ngày đều có giảng kinh hay không? Thời gian không cần nhiều, một tiếng đồng hồ. Mọi người luôn phiên giảng, thứ hai xếp ai, thứ ba xếp ai, thứ tư xếp ai, ngày ngày đều phải giảng. Một người cũng giảng, hai người, ba người cũng giảng. Bên ngoài không có người nghe, chúng ta còn có một số hộ pháp, hộ pháp đến 2-3 người nghe. Dần dần 5 năm, 10 năm, 20 năm thì số người càng ngày càng đông. Vậy thì hưng vượng lên rồi. Một bộ kinh sau khi giảng lần 1 có thể giảng lại lần 2, giảng lần thứ 3. Tôi học kinh giáo, tiêu chuẩn của tôi là mỗi một bộ kinh học biết rồi phải giảng 10 lần. Bộ kinh nhỏ thì giảng một bộ, bộ kinh lớn thì giảng một phẩm. Kéo phong trào giảng kinh này đi lên. Người khác không làm thì chúng ta làm. Tư liệu tham khảo nhiều. Video giảng kinh ngày nay chúng ta tập hợp có của đời trước, tự chúng ta nghe nhiều. Chúng ta nghe video này 10 lần, sau đó tự chúng ta lên bục diễn giảng. Cần phải kiên trì, cần phải bền lòng, không phụ lòng Phật giáo. Nếu không có hoằng pháp lợi sanh thì Phật giáo sẽ suy, Phật giáo sẽ diệt. Nếu diệt trong tay chúng ta thì quả báo của chúng ta ở địa ngục A Tỳ, không phải ở thế giới cực lạc.
Tại sao quý vị xuất gia? Xuất gia chính là tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Không làm được hai việc này, nếu quý vị xuất gia, tiếp nhận cúng dường của mười phương, ở đây lãng phí thời gian, là kẻ vô tích sự, thì tội nghiệp địa ngục. Cho nên trong kinh đã nói, chú giải của niệm lão cũng chú được hay, tùy theo khả năng mình cố gắng để làm được, đó là không miễn cưỡng. Chính quý vị có bao nhiêu năng lực? Học một bộ kinh, kinh học không hiểu thì có thể học cảm ứng thiên, học liễu phàm tứ huấn cũng được, học đệ tứ quy cũng được. Học tốt những bộ này, chính mình cũng ở đây giảng lần này đến lần khác. Đừng sợ không có người nghe. Không có người nghe thì sắp xếp bàn ghế, quý vị giảng cho bàn ghế. Vậy mới có thể học thành công được. Tôi vào năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông. Hồng Kông có một vị pháp sư, một vị cư sĩ, pháp sư Thánh Hoài, cư sĩ Tạ Đạo Liên. Hai vị ấy đến Đài Loan. Đến Đài Loan nhìn thấy tôi giảng kinh ở chùa Thiện Đạo. Tôi nhớ tôi lúc đó giảng thập đại nguyện vương của phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thời gian giảng là một tuần lễ. Hai vị ấy nghe trọn cả tuần lễ. Sau khi nghe xong, hãy thỉnh tôi đến Hồng Kông. Lần đầu tiên tôi rời Đài Loan đến Hồng Kông. Đạo Tràng là thư viện Trung Hoa Phật Giáo của pháp sư Sứ Hoàng, là dùng nơi đó của ngài làm giảng đường. Tôi đến Hồng Kông, visa cấp cho tôi 4 tháng. Chúng tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, một ngày giảng 2 giờ, một nửa phần trước 2 tháng 2 giờ có phiên dịch, chính là trên thực tế giảng 1 giờ. Còn 2 tháng sau mọi người có thể nghe hiểu tiếng của tôi, không cần phải phiên dịch. Họ nói chuyện tôi cũng nghe hiểu được. Tôi không biết nói, họ nghe tiếng của tôi cũng nghe hiểu, cho nên chúng tôi đã có thể giao lưu rồi. Sau khi giảng xong 4 tháng đó, sau này tôi đã giao ước với đồng tu Hồng Kông, mỗi năm đi giảng 1 tháng. Giảng được không ít năm. Ngày nay không có người giảng kinh rồi. Singapore cũng không có người giảng kinh nữa. Làm sao đây? Bất đắc dĩ dùng một số công cụ khoa học kỹ thuật này để ghi hình, ghi âm. Đây là bất đắc dĩ. Không có người sau tiếp nối chúng ta. Năm nay tôi 90 tuổi rồi, không thể có thêm 90 năm nữa. Điều này mọi người đều biết. Tôi thường nói với mọi người, sau 80 tuổi không có ngày mai rồi. Ngày ngày phải ghi nhớ, rất có khả năng là hôm nay đi. Cho nên
Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là quan trọng hơn bất kỳ điều gì.